Minh Toàn xin trân trọng mình chào cô chú và các anh chị. Chào chú và các anh chị. Và hiện tại là Minh Toàn đang có mặt tại khu khảo cổ học của Hoàng Thành Thăng Long, tức là cái khu mà thời kỳ ngày xưa, thời kỳ Lý nhà vua ở, thì khu này khu khảo cổ học đang lớn nhất ở giữa lòng Hà Nội. Minh Toàn xin chia sẻ đến cô chú một số cái hình ảnh của khu khảo cổ học này nhé. Bây giờ xin mời cô chú và anh chị chúng ta hãy cùng Minh Toàn để chúng ta đi tham quan khu khảo cổ học của Hoàng Thành Thăng Long này. Minh Toàn sẽ quay lại như thế này. Đây là các cái tảng đá mà ngày xưa là được kê để làm cái cột nhà, và bên trên các cái cột này đây, cái này là bằng nhựa. Cái này thì nhựa thì người ta tái hiện lại các cột nhà của thời kỳ đấy. Đây là một cái đường vào của khu này. Đấy, của ngày xưa ấy. Đây như anh chị. Wow, và Minh Toàn có mấy cái video về cái khu khảo cổ học này rồi, nếu cô chú anh chị quan tâm về khu khảo cổ học lớn nhất ở Hà Nội hiện nay như là ở Việt Nam của chúng ta, thì xin trân trọng mời cô chú và anh chị xem thêm ở trong cái danh sách phát là Hà Nội ngày nay của kênh Minh Toàn. Đây là khu nào đây? Đây không có khu nào cả. Đây là cái lúc mà tham quan, chủ yếu là các đoàn tham quan thì người ta sẽ vào, người ta đi theo đoàn. Còn như Minh Toàn đây, Minh Toàn đi một mình, thành ra là Minh Toàn cũng vào đây được không? Khu Hoàng Thành Thăng Long thì là mất vé, nhưng khu khảo cổ học này thì không mất vé. Minh Toàn có hai cái kênh mà quay về du lịch và vlog, đó là một kênh là Du lịch Việt Nam, Việt Nam Travel, một kênh là Đàm Minh Toàn Vlog. Thì nếu cô chú anh chị quan tâm về cuộc sống Hà Nội cũng như cuộc sống Hạ Long, về cuộc sống đất nước con người Việt Nam, rất mong cô chú và anh chị chúng ta hãy xem thêm ở trong hai cái kênh mà của Minh Toàn ấy. Đây là cái khu đá, trưng bày đá hay là khu nào đây? Đây, chúng ta đi theo cái khu này. Cái đá này là đá gì nhỉ? Không biết là cô chú anh chị có biết thêm về cái khu di tích Hoàng Thành Thăng Long hay là khu khảo cổ học, cũng như là về lịch sử đất nước người Việt Nam, thì rất mong cô chú anh chị hãy để lại bình luận để cho mọi người cũng như là Minh Toàn biết được thêm về cái di tích lịch sử của đất nước và con người Việt Nam chúng ta. Đây là khu đi vào nhà vệ sinh rồi. Cái Hoàng Thành Thăng Long này thì lần đầu tiên là Minh Toàn đến đây ạ. Đây Minh Toàn cũng là người tham quan, là khách du lịch thôi, chứ không phải là hướng dẫn viên. Nên có gì mà trong quá trình mà không biết, không phải, thì mong cô chú và anh chị thông cảm bỏ qua cho Minh Toàn này. Đây, khu này là khu khảo cổ học có thể nói là lớn nhất. Và khu này là khu cung điện của vua ngày xưa ở. Minh Toàn có hai cái video về khu này rồi. Nếu mà để biết khu này nó như nào thì rất mong cô chú anh chị xem thêm nhé. Còn chúng ta đi ra đây. Đây là cái đường đi ra một cái khu gọi là hoa ban nở giữa lòng Hà Nội. Đây là một cái giếng nước này. Đấy, giếng nước này nó chỉ sâu mấy chục cm, 30-50 cm của thời kỳ Lý. Và xung quanh giếng thì các cái đá được xếp thành hình vây con cá. Và đây Minh Toàn sẽ đi ra khu vực này. Khu vực này là cái khu vực mà có thể nói là hoa ban nở giữa lòng Hà Nội nhiều nhất. Và nơi đây cũng thu hút các cái bạn trẻ
cũng như là người trung tuổi, những ai mà thích selfie, những ai thích chụp ảnh về khu vực này để chúng ta lưu giữ những cái bức hình có thể nói là lung linh, khá là lung linh. Đây là đường Hoàng Diệu rồi cô chú anh chị nhé. Đây, ở đây đường Hoàng Diệu là một trong những cái đường mà có những cây sạc cừ, những cây cổ thụ rất là lớn như trước mặt chúng ta đang nhìn thấy đây luôn. Đấy, những cây sạc cừ rất là lớn. Và sạc cừ ở Hà Nội này là có đánh số luôn. Ví dụ như trên trục đường này, cái cây sạc cừ này nó là số 96. Đó. Và hôm nay thì Minh Toàn không thấy cái biển đánh số bằng mê ca. Còn đúng ra là cái cây này là đánh số biển mê ca. Hôm trước Minh Toàn đi là thấy đánh số biển mê ca. Một số cây rất là lớn luôn. Ví dụ như là cây đằng trước mặt chúng ta thì phải 3 người cao 1m75 như Minh Toàn. Phải 3 người ôm. Đấy, khu này, khu vực đường Hoàng Diệu gồm các cây cổ thụ lớn, rất là lớn. À, trước mặt chúng ta, đây, trước mặt chúng ta đây là khu Hoàng Thành Thăng Long. Còn phía bên này là cái khu gọi là cái khu của khảo cổ học. Đấy, khu này là khu khảo cổ học. Khu đằng trước mặt chúng ta là khu hoa ban. Đây, chúng ta thử đi vào đây xem. Anh ơi, cái hoa này gọi là hoa gì anh nhỉ? Hoa ban này. Hoa ban thì nó nở quanh năm hay là vào mùa này mới nở anh nhỉ? Cuối tháng 2 đầu tháng 3 là mới nở. À vâng. Chắc là kia là nó rất là dựng lá. À. Vâng. À, như bên này đấy, nó rụng hết lá. Rất đẹp luôn. Hoa ban này ở Điện Biên thì nhiều. Đấy, hoa ban trắng xóa luôn. Chắc ở ở khu vực này là hoa ban là nhiều nhất ở Hà Nội mình nhỉ anh nhỉ? Em cảm ơn anh nhé. Đây là những cây hoa ban. Đây là như anh Chiến Sĩ anh vừa nói là khu này là cái khu mà dành cho phố đi bộ. Đấy, đi thẳng là cái lăng chủ tịch ấy, đằng trước lăng chủ tịch. Nhưng mà khu này có cái nhà quốc hội này xây lên, thành ra là phố này người ta cấm. Đấy, cấm đi bộ, cấm vào cái khu vực nhà quốc hội. Nó liên quan đến nhiều thứ. Và đây là một cái đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, cho một cái công trình kiến trúc khá là độc đáo. Đây, kiến trúc khá là độc đáo, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Hoa ban này thì không biết là cánh nó như thế nào. Nơi này là nơi nhiều hoa ban nhất ở Hà Nội. Wow, cánh nó như thế nào? Đây, đây là búp và cánh của nó đây. Đó, đây búp này. Còn cánh hoa, ồ. Kỳ lạ luôn các anh chị ạ. Nó có vừa có màu tím này, màu hồng này, màu trắng này. Đấy. Rất là độc đáo luôn đây. Trên một cây giống như là cây ghép luôn. Đây, khu vực này thì ít người chụp ảnh, nhưng là một đoạn nữa thì rất nhiều chụp ảnh, nhiều chụp ảnh khá đáng lắm. Hôm nay mình toàn đi qua thấy người chụp ảnh khá đáng. Ban khu vực này mới là đẹp.
Đây, khu vực này là hoa ban phải nói là trắng xóa luôn. Đây, trong cái khu này cũng trồng các cái vườn hoa như thế này. Hoa này nếu mà trong vườn trước nhà chúng ta mà trồng hoa này đủ sắc màu như thế này rất là đẹp. Thì mùa này đang là mùa xuân nên hoa nở rất là đẹp. Đây, đây là khu selfie tự sướng của rất là nhiều người hoa ban. Và cái mùa hoa ban này nếu mà vào cái lúc mà nó rụng lá, bây giờ nó chưa phải là rụng lá, vào cái mùa mà nó rụng lá thì toàn bộ cây hoa ban nó đều là một cái màu hoa thôi, chứ còn không có lá nữa. Như cái cây này là đang còn ít lá này. Đấy. Còn một số cây đang nhiều lá, rất là nhiều lá. Thì khi mà các lá nó rụng xuống là nó chỉ còn lại là màu hoa thôi. Rất là tuyệt vời. Hoa ban luôn. Nhớ chụp ảnh hoa ban rất là đẹp. Đây là toàn bộ cái khu vực hoa ban. Đấy. Gái tạo dáng áo trắng rất là nền nã. Ở đây nhiều người chụp ảnh tự sướng với tất cả mọi thứ lắm. Đây là phía trước là đường Hoàng Diệu. Nếu cô chú anh chị, đặc biệt là các bạn trẻ mà muốn selfie, muốn chụp ảnh ở khu vực hoa ban này thì xin mời lên số 18 Hoàng Diệu. Đây, khu vực này khu vực đường Hoàng Diệu và khu khảo cổ học. Cây này còn nhiều lá lắm. Hoa ban. Đấy, em gái này tạo dáng rất là đẹp luôn. Chụp ảnh rất là đẹp. Tạo dáng rất là xinh luôn. Minh Toàn có một số cái video về Hoàng Thành Thăng Long cũng như là khu khảo cổ học ở Hà Nội này, có thể nói lớn nhất ở Hà Nội này. Nếu cô chú anh chị quan tâm thì xin mời cô chú anh chị xem thêm ở trong hai cái kênh là Đàm Minh Toàn Vlog và Du lịch Việt Nam, Việt Nam Travel nhé. Đây, đây là một cái em gái khách nước ngoài đấy, cũng về chụp ảnh với hoa ban luôn. Minh Toàn xin được phép là dừng video này ở đây. Cảm ơn cô chú và anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những cái video tiếp theo ạ.